Ngày 4 tháng 10, tại khu phố Minh Lạc, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang kết hợp cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công cầu giao thông kênh KH1. Tham dự buổi lễ có Điện tọa Thích Minh Nhật, Phó trưởng ban thường trực kiêm trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Tuệ Giải, trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Lý Long Công Danh, ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, ông Đào Văn Châu, ủy viên thường vụ trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành, cùng đại diện các ban ngành và đơn vị thi công. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Văn Tấn, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn cho biết, thị trấn Minh Lương là trung tâm kinh tế văn hóa của huyện Châu Thành, đời sống của nhân dân đa phần là nghề nông. Việc vận động đóng góp xây dựng hệ thống cầu đường hiện nay tuy được nhà nước đầu tư nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, để tạo điều kiện phát triển giao thông là một việc hết sức cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần từng bước đổi mới bộ mặt của nông thôn và nhu cầu phát triển hiện nay, phấn đấu đưa thị trấn Minh Lương lên đô thị loại 4 vào năm 2025. Đại diện đơn vị tài trợ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cho biết, được sự hướng dẫn của chính quyền huyện Châu Thành, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã cùng Chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo hội và Ban Từ thiện Xã hội Trung ương khảo sát địa bàn huyện Châu Thành để xây dựng nhà tình thương, cầu giao thông, trong đó có cầu KH1. Thượng tọa cũng gửi lời tri ân đến Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Thượng tọa Thích Quảng Tiến đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ vận động và đặc biệt tri ân sâu sắc đến Thượng tọa Thích Tuệ Hải, Phó Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, trụ trì chùa Long Hương, Đồng Nai đã phát tâm ủng hộ kinh phí xây dựng cây cầu trên KH1 tổng trị giá 1 tỷ đồng và chính quyền huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan ban ngành huyện, thị trấn Minh Lương trong các thủ tục để cây cầu sớm được khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng, giúp giao thông tại địa phương được thuận tiện, người dân đi lại dễ dàng, góp phần vào mục tiêu phát triển nông thôn mới. Đối với khu phố Minh Lạc thì đoạn đường kinh KH1 này đó là chiều dài khoảng chừng 6.000 mấy, hộ dân là sống dọc theo kinh KH1 là tổ 7, tổ 8, rồi tổ 9, tổ 10, khoảng chừng là trên dưới cả 100 hộ. Thì do cái vấn đề mà qua lại khó khăn, cũng có nhu cầu để được một cây cầu để cho dân đảm bảo cho con em đi là đến trường cho nó thuận tiện. Được biết cầu kênh KH1 được xây dựng với chiều dài 39m, chiều ngang 3,5m, trọng tải 3,5 tấn, với tổng kinh phí xây dựng trên 1 tỷ đồng.